Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết 15 tháng 6 đặc khu chắc chắn được thông qua. Bài viết của tác giả Ánh Liên được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Đặc khu chắc chắn được thông qua, đó là điểm nhấn phát triển kinh tế, là chủ trương và là đường lối ấn định bởi Đảng ta, bởi sự quyết tâm của đội ngũ bộ chính trị và sự đồng thuận tuyệt đối của người dân. Thông qua sự đồng ý cao của Quốc hội, cũng như cách mà cử tri và nhân dân đã đồng ý với dự án Thủ Thiêm ngày xưa. Đặc khu chắc chắn được thông qua bởi đây là đề án được ấp. Bởi đây là đề án được ấp từ năm 2014, khi mà vào tháng 3 năm 2014 tại Hạ Long đã diễn ra hội thảo về đặc khu kinh tế do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đặc do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Đại học Quyết phối hợp do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Đại học Thẩm Quyến tổ chức. Và trong hội thảo đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, người mới đây nhấn mạnh là phải bàn cho ra luật đặc khu, đã đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh và Đại học Thâm Quyến trong việc tổ chức hội thảo. Và diễn giả chính của hội thảo này là bà Nhật Đào, đại diện cho Thâm Quyến, Trung Quốc. Đại biểu tham dự bao gồm lãnh đạo 4 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang và Lâm Đồng. Đặc khu chắc chắn được thông qua bởi đơn giản, không có một chữ Trung Quốc nào trong dự thảo luật đặc khu, bởi chúng ta phải làm để chứng tỏ chúng ta là có tư duy và không sợ Trung Quốc, như đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Bởi đây là thời khắc quan trọng nhất của sứ mệnh quốc gia, bởi đồng chí Đặng Tiểu Bình năm 1988 đã nói, thôi hãy làm đi không bàn nữa. Đặc khu chắc chắn được thông qua bởi đây là cơ hội chứng minh tư duy vượt trội của những người cộng sản hiện nay. Những kẻ kế thừa, tư duy không sợ bất kỳ cái gì để dọn đường phát triển kinh tế, kể cả là có phải đốt dãy Trường Sơn. Những người tự mình cho rằng đã vượt qua nỗi sợ Trung Quốc và sự thông qua lần này sẽ là cú đấm thép vào bọn phản động lưu vong. Những kẻ ngày đêm chống phá chủ trương của Đảng và Nhà nước. Những kẻ không tin tưởng vào chính sách và đường lối thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những kẻ phá hoại tình đoàn kết keo son của chính quyền hai nước Việt Trung. Đặc khu chắc chắn được thông qua khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, người mới đây đã đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức cán bộ, trong đó nhấn mạnh cán bộ đặc khu phải đặc biệt do Bộ Nội vụ thẩm định, Hội đồng Nhân dân bầu và Thủ tướng phê chuẩn. Khâu cán bộ tổ chức là cốt cán, không ai đi bàn một thứ mà nó không được thông qua hay đình trệ lại cả. Đặc khu chắc chắn được thông qua bởi ngay cả giới luật sư nhân quyền, luật sư Hà Huy Sơn, người từng có phần biểu hiện của một ý thức nghi ngờ cũng đồng ý rằng Trung Quốc là xấu, nhưng chúng ta phải học Trung Quốc để mạnh hơn. Tôi ủng hộ dự luật đặc khu kinh tế. Ngoài ra, không ít các Facebooker khác từng không ít lần chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, lần này cũng đồng ý dự luật đặc khu vì không thấy có chữ Trung Quốc nào trong dự thảo luật. Đặc khu chắc chắn được thông qua vì đến nay chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở Việt Nam. Theo Bộ trưởng Bộ Tài mưu Trần Hồng Hà, người bộ trưởng tận tâm với nhân dân, tận tụy với công việc. Một người cán bộ mẫu mực vì dân, vì nước, cho biết vào ngày 5 tháng 6 như vậy. Cũng theo đó, ông sẽ là đầu mối thuộc đường dây nóng. Nếu bất kỳ ai phát hiện buôn bán đất thuộc đối tượng nêu trên, thì có thể thông báo cho ông, trên cơ sở và tinh thần trách nhiệm rất cao. Đặc khu chắc chắn được thông qua bởi những tập đoàn bất động sản đại gia nhất Việt Nam hiện đang ấp dự án đất tại ba đặc khu, trong đó không thiếu những vị đại gia như Tân Hoàng Minh, Vingroup, FLC, Sun Group, Cienco 4, PVN. Và chỉ tính riêng dự án sân bay ở đặc khu Vân Đồn đã có 4.000 tỷ đồng. Đặc khu chắc chắn được thông qua bởi vì thời điểm này là thời điểm định mệnh của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Định mệnh này nhắc lại nhiều định mệnh khác của dân tộc ta gặt hái được, như là thành viên của nhiều tổ chức thương mại lớn toàn cầu như WTO năm 2007, thành viên TPP năm 2017. Chúng ta cũng chứng tỏ quyết tâm cao trong thực hành nhiều dự án kinh tế lớn như BOSIT, đường sắt trên cao ở Hà Nội và tuyến metro phía Nam, đạt nhiều thành tựu và được sự ủng hộ, phấn khởi rất lớn từ nhân dân. Chắc chắn dự thảo này sẽ được thông qua bởi các đồng chí tinh hoa IQ cao đã ngấm ngầm duyệt rồi. Vào ngày 15 tháng 6 này, Quốc hội chỉ họp để góp vui và thể hiện sự đồng thuận cao với Bộ Chính trị.
dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết tinh sức mạnh trầm tích nhưng cuột cường mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam, đặc khu sẽ được thông qua, con Phượng Hoàng sẽ thức giấc và dân tộc Việt Nam sẽ đi về phía trước, không có gì cản nổi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết luật đặc khu nên hoãn lại để xin ý kiến của nhân dân. Bài viết được đăng trên trang Pháp luật Online. Về dự luật đặc khu, tôi nghĩ chưa thể thông qua mà cần phải lùi lại để bàn cho kỹ, cần thiết thì phải xin ý kiến của nhân dân. Tiếp tục những vấn đề dư luận quan tâm về dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc, gọi tắt là dự luật đặc khu, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ông Lê Thanh Vân bày tỏ, theo tôi, dự luật này chưa thể thông qua mà cần rời lại để bàn cho kỹ, cần thiết thì phải xin ý kiến nhân dân. Cốt tử là môi trường đầu tư chứ không phải là ưu đãi. Phóng viên, còn 10 ngày nữa các đại biểu Quốc hội sẽ bấm nút để quyết định số phận dự luật đặc khu. Quan điểm của ông về dự luật này như thế nào? Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, dự luật về đặc khu kinh tế có mục tiêu đúng là mong muốn thiết kế được một phòng thí nghiệm về thể chế, tạo ra sự đột phá cho sự phát triển như tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, nội dung của dự thảo luật còn có một số vấn đề bất cập phải tiếp tục đánh giá kỹ càng, tạo nhận thức chung phù hợp với mô hình và đặc điểm của nước ta. Phóng viên, nhiều chuyên gia, trí thức lên tiếng phản biện về tính khả thi cũng như những băn khoăn về vấn đề chủ quyền lãnh thổ liên quan đến dự luật này. Ông cho biết cụ thể góc nhìn của một đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, theo tôi, các vấn đề cần phải đánh giá kỹ, trước hết là mô hình đặc khu. Đến nay, thế giới đã trải qua 3 thế hệ của mô hình đặc khu, cảng tự do sơ khai, các đặc khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế hướng vào các giá trị lõi. Ở thế hệ thứ hai, do bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực còn bị khép kín, nên rất cần mở cửa với các ưu đãi vượt trội, hấp dẫn, lôi kéo mọi nguồn lực. Ngày nay, kinh tế thế giới khu vực đã thay đổi theo hướng mở với các hiệp định thương mại tự do FTA thế giới mới. Do vậy, vấn đề cốt tử là môi trường đầu tư chứ không phải là các ưu đãi. Phóng viên, như ông nói, dự luật đưa ra quá nhiều ưu đãi như thời hạn cho thuê đất đến 99 năm, phát triển casino và các dịch vụ nghỉ dưỡng, và lo ngại hơn dự luật này cho phép kinh doanh quân trang tư dụng, linh kiện, trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo súng. Ông nghĩ sao? Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, với việc xây dựng các đặc khu đặt ra ở dự thảo luật lần này, chúng ta phải xác định rõ những nhu cầu chiến lược cần thu hút đầu tư mà theo tôi là công nghệ cao, công nghệ vượt trội. Do đó, quan điểm của tôi là dự luật chỉ nên ưu đãi lĩnh vực mà đất nước đang cần. Nếu ưu đãi tràn lan, một mặt sẽ vi phạm các cam kết trong các hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết. Mặt khác, tạo sự bất bình đẳng về chính sách đối với các đối tác trong nước, tạo ra cuộc đua xuống đáy như các chuyên gia đã cảnh báo. Cần lắng nghe ý kiến phản biện vì lợi ích chung. Phóng viên, còn việc cho thuê đất thời hạn 99 năm, ông có cảnh báo gì? Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, vấn đề nữa có liên quan đến ưu đãi là thời hạn cho thuê đất lên tới 99 năm. Đây là vấn đề khiến dư luận xã hội đang rất bức xúc, bởi nó rất nhạy cảm với an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. Phóng viên, nhiều chuyên gia cũng lên tiếng về kỹ thuật lập pháp đối với dự thảo luật về đặc khu này có vấn đề. Ông có thể chỉ ra những lỗi kỹ thuật trong dự luật này. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, tôi cho rằng những vấn đề liên quan đến kỹ thuật lập pháp rất cần phải hoàn thiện cho kỹ. Trong dự thảo luật đặc khu kinh tế có một số vấn đề về kỹ thuật lập pháp tôi thấy chưa ổn, đó là tên luật và các định nghĩa về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Đây là điều không phù hợp với khoa học lập pháp. Tôi đã nhiều lần kiến nghị rằng chỉ nên ban hành đạo luật về đặc khu, trong đó định nghĩa đặc khu là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để phân biệt với các đơn vị hành chính thông thường như tỉnh, huyện, xã như đã được ghi trong hiến pháp. Còn việc thành lập từng đặc khu như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thì ban hành nghị quyết riêng. Tuy nhiên, ý kiến của tôi chưa được chấp nhận. Bởi vậy, theo tôi, dự án luật này nên được rời lại để chuẩn bị kỹ hơn. Nếu cần thiết thì xin ý kiến của nhân dân theo quy định của luật trưng cầu dân ý. Với một số vấn đề nhạy cảm, phải xin ý kiến từng đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định. Phóng viên, dự luật này Quốc hội có xin ý kiến của từng đại biểu Quốc hội trước khi đưa ra để bàn xem xét thông qua không, thưa ông? Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, về kỹ thuật lập pháp như cách làm luật hiện nay, ít khi lấy ý kiến đối với từng đại biểu Quốc hội. Phóng viên, trước tình hình người dân đang rất lo ngại về những nguy cơ dẫn đến nếu dự luật được Quốc hội thông qua ở kỳ họp lần này, ông nghĩ việc cần làm lúc này là gì?
đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân. Tôi nghĩ lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội phải lắng nghe đầy đủ các ý kiến đóng góp phản biện vì lợi ích chung của đất nước. Theo tôi, dự luật này chưa thể thông qua mà cần rời lại để bàn cho kỹ, cần thiết thì phải xin ý kiến dân. Xin cảm ơn ông. Trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Vân cho hay sáng ngày 4 tháng 6, ông đã gặp lãnh đạo cấp rất cao của Đảng và bày tỏ đề nghị dự luật này có nhiều nội dung chưa ổn, cần rời thời gian để chuẩn bị kỹ, nhất là thời hạn cho thuê đất. Theo ông Vân, vị lãnh đạo đã rất lắng nghe và tiếp thu đề nghị của đại biểu.